Chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng đang trải qua mùa hè nóng nhất trong mấy năm qua. Và nóng như thế này thì điều hòa là không thể thiếu được rồi. Những ai mà chưa có điều hòa thì thật sự là thiệt thòi trong thời tiết này. Theo một cơ quan về biến đổi khí hậu, khí nhà kính và hoạt động của con người có thể khiến các vùng nhiệt đới ngày càng trở nên nóng hơn. Sự nóng lên toàn cầu có khả năng làm tăng nhiệt độ trung bình ở Đông Nam Á từ 1,6 đến 3 độ C vào năm 2100. Và ngoài ra thì nó cũng có thể là khiến 1 tỷ người châu Á phải chịu một đợt nắng nóng chết người vào năm 2050. Và việc sử dụng điều hòa sẽ trở thành vấn đề sống còn. Có bao giờ bạn nghĩ rằng là sắm điều hòa sẽ khiến cho một quốc gia giàu có hơn không? Và điều hòa tuy là khiến chúng ta dễ chịu nhưng nó lại tiêu thụ điện năng và phát thải gây ô nhiễm môi trường. Nhưng với Singapore, chúng ta lại có một câu chuyện rất là thú vị trong mùa hè như sau. Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng nói, điều hòa nhiệt độ là một trong những yếu tố thành công của chúng tôi. Ông từng nói thế này, không có điều hòa, bạn chỉ có thể làm việc trong sáng sớm hoặc chiều muộn. Điều hòa không khí giúp làm giảm bớt cái nóng trên khắp thế giới, đặc biệt là ở vùng nhiệt đới. Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore từng chia sẻ, điều hòa là phát minh quan trọng nhất của chúng tôi. Nó đã thay đổi bản chất của nền văn minh và khiến các vùng nhiệt đới cũng phát triển được. Không có điều hòa, bạn chỉ có thể làm việc vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Việc đầu tiên tôi thực hiện khi trở thành thủ tướng là lắp đặt điều hòa trong những tòa nhà nơi các cơ quan dân sự làm việc. Đây là một trong những chìa khóa tạo nên thành công của chúng tôi. Quan điểm của ông cho thấy tầm quan trọng của điều hòa đối với khu vực. Trên khắp khu vực Đông Nam Á, nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại và các không gian công cộng khác đều sử dụng điều hòa không khí để giúp cho mọi người thoải mái cũng như là làm việc hiệu quả hơn. Có thể là các bạn nghe tới điều này thì có vẻ thấy hơi sai sai. Vô lý làm sao mà lắp điều hòa lại khiến Singapore phát triển thần kỳ được? Việt Nam cũng lắp điều hòa cho cả nước thì có phát triển được như vậy hay không? Chúng ta hãy cùng phân tích để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Thứ nhất là Singapore chỉ có hơn 5 triệu dân, chưa bằng thành phố Hà Nội là 8 triệu dân. Diện tích đất nước Singapore chỉ bằng huyện đảo Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh. Bạn không lầm đâu, diện tích của Singapore là 716,1 km2, trong khi diện tích của huyện đảo Cần Giờ là 704 km2. Do vậy thì việc lắp điều hòa cho cả nước Singapore cũng tương tự như là lắp điều hòa cho mỗi hộ gia đình ở thành phố Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh vậy. Nó hoàn toàn có thể thực hiện được một cách đơn giản. Theo thống kê, chỉ 15% hộ gia đình ở ASEAN sở hữu một thiết bị điều hòa không khí. Hơn 80% người dân ở các nước giàu như Singapore sở hữu một thiết bị điều hòa, trong khi tỷ lệ này ở những quốc gia nghèo hơn như Indonesia hay là Philippines chỉ là 10%. Về việc lắp điều hòa ở những nơi đô thị hóa, không có một bóng cây xanh là điều dễ hiểu. Làm việc trong môi trường mát mẻ dễ chịu thì năng suất làm việc mới có thể cao lên được. Thứ hai là Singapore không hẳn giàu vì lắp điều hòa. Đó chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện thần kỳ của quốc gia này. Để hiểu Singapore đã giàu nhờ đâu, chúng ta cần quay lại lịch sử để xem xét. Hãy thử ngược dòng thời gian, trở lại thời điểm khởi đầu. Năm 1819, người Anh đã biến Singapore làm thuộc địa của mình vì giá trị to lớn của vùng hải cảng với mực nước sâu tự nhiên và vị trí chiến lược thuận lợi của quốc gia này. Năm 1959, người Anh đã dần nhượng bộ quyền kiểm soát phần lớn các hoạt động cai trị thuộc địa và Singapore bắt đầu hưởng lợi từ việc này. Vị trí địa lý được xem là yếu tố quyết định đến sự phát triển của đất nước. Có một lịch sử lâu dài và gây nhiều tranh cãi. Singapore nằm ở Đông Nam Á với khí hậu đặc trưng, nóng, độ ẩm cao của vùng đất thuộc khí hậu nhiệt đới, bước đầu được xem như là một vấn đề thách thức đối với lực lượng lao động chân tay và trí óc. Triết gia người Pháp Montesquieu vào năm 1748 đã nhận xét rằng con người sẽ trở nên kém mạnh mẽ trong những vùng khí hậu nóng nực. Để vận hành hiệu quả, cơ thể con người phải tiêu thụ nhiệt năng sản sinh từ cơ bắp, do đó họ bắt buộc phải ngưng làm việc khi mồ hôi không thể tiết ra được nữa. Trong khi nhiều loại cây trồng vùng ôn đới như là dầu cọ đang bước vào mùa bội thu, thì khí hậu vùng nhiệt đới lại thường tỏ ra khắc nghiệt đối với nền nông nghiệp gieo trồng. Những cơn mưa như thác đổ luân phiên xen kẽ với những mùa khô hạn kéo dài đã làm xói mòn đất trồng. Không có đặc ân của vùng thời tiết buốt giá với những loài côn trùng tự nhiên vừa gieo mầm bệnh vừa giúp phát triển thực vật.
cùng với một vùng khí hậu nóng ẩm luôn tồn tại dai dẳng, dẫn đến việc lây lan các bệnh truyền nhiễm, gây hại cho mùa màng và sức khỏe con người. Hơn nữa, sự lây lan bệnh tật ở các vùng khí hậu nhiệt đới đòi hỏi thời gian chữa trị lâu hơn so với khu vực khí hậu ôn đới. Mặc cho những điều kiện bất lợi như thế, Singapore vẫn ra sức nỗ lực tiêu diệt căn bệnh sốt rét bằng việc tiến hành làm tiêu thoát nước ở các vùng đầm lầy và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh tật khác. Đó là vấn đề về sức lao động con người và bệnh tật. Nhưng Singapore đã khôn ngoan hơn nhiều, họ đã dùng cảng biển để làm giàu cho chính đất nước. Địa thế vùng ven biển được đánh giá là yếu tố thuận lợi cho sự phát triển kinh tế. Vận chuyển đường thủy rẻ hơn rất nhiều so với vận chuyển đường bộ. Cho nên sẽ không có gì ngạc nhiên khi các đô thị trung tâm và mọi nền văn minh đều nằm ở vùng ven biển hoặc dọc theo những con sông có đường thủy thông thường. Chi phí vận chuyển thấp hơn sẽ góp phần khuyến khích việc giao thương, trao đổi thông tin, việc chuyên môn hóa và mua bán đủ mọi chủng loại hàng hóa khác. Từ đó tạo điều kiện cho thị trường phát triển. Giao thương thông thoáng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao kỹ thuật và các ý tưởng sáng tạo, góp phần hỗ trợ cho các thành phần kinh tế đạt được giá trị hàng hóa cao hơn và hoạt động hiệu quả hơn. Các bạn có để ý là trong phạm vi các quốc gia rộng lớn như là Trung Quốc, các khu vực ven biển của nước này đều phát triển tốt hơn so với các vùng lãnh thổ nằm sâu trong nội địa. Hay như là chính Việt Nam của chúng ta, các vùng ven biển luôn có thế mạnh về kinh tế. Nếu xét trên một bối cảnh dài lâu hơn thì vị trí chiến lược thuận lợi và hải cảng với mực nước sâu tự nhiên của Singapore đã ban tặng cho đất nước này một hoàn cảnh phát triển mang tính quyết định vào thời điểm năm 1965. Với vị trí địa lý giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, nằm trên lộ trình thương mại Đông Tây nổi tiếng thế giới, Singapore đã bước đầu trở thành một trung tâm gia công chế biến các hàng hóa nhập khẩu như cao su, thiếc, dầu cọ từ các quốc gia láng giềng, nhằm mục đích tái xuất khẩu sau này. Các chính sách tự do thương mại đã tạo điều kiện thuận lợi cho đất nước trở thành một trung tâm buôn bán trung chuyển với quy mô hoạt động rất sầm uất. Khoảng thập niên 1950, những ngành công nghiệp phụ như đóng tàu, bảo hiểm, ngân hàng và cơ sở giao thông hạ tầng đều rất phát triển. Khởi đầu từ những làng chài xa xôi hẻo lánh được Ralph Flatt phát hiện vào năm 1819. Mãi đến năm 1960, cho dù vẫn còn ở trong một tình trạng rất hoang sơ, nhưng đất nước Singapore đã dần dần phát triển mở mang thêm cho tới ngày nay. Tuy nhiên, chúng ta nói về vị trí địa lý, nhưng cũng phải nhắc đến bộ máy nhà nước quản lý hiệu quả của họ. Quan điểm của ông Lý Quang Diệu về trọng dụng, lãnh đạo xấu sẽ đuổi người tốt, người giỏi, không cho họ được giữ những chức vụ quan trọng. Singapore đã xây dựng bộ máy nhà nước ít tham nhũng hàng đầu thế giới. Họ trả lương cao cho công chức để họ không còn tư tưởng đến lòng tham tiền bạc, sách những người dân. Kinh nghiệm thứ 5 là kiên quyết chống tham nhũng. Ông Lý Quang Diệu nói, sự sống còn của Singapore hoàn toàn dựa vào sự liêm khiết và hiệu suất của các bộ trưởng và quan chức cao cấp của chính phủ. Ông đã nhiều lần khẳng định, nhân dân quyết không thể dung tha những phần tử đầu cơ và lưu manh. Về độ trong sạch của bộ máy nhà nước, Singapore được xếp thứ 5 trong năm 2005, thuộc hàng trong sạch nhất thế giới. Nhưng muốn chống tham nhũng tốt và muốn thu hút được nhân tài, phải trả lương xứng đáng. Kết hợp giữa yếu tố địa lý chiến lược cùng với khả năng quản lý của nhà nước đã đưa Singapore có được ngày hôm nay, chứ không hẳn là chỉ sắm điều hòa mà giàu được. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé!